Rồi đây anh chị ơi, nay em vừa hoàn thiện được một cái khay hương bông nha. Đấy, chất gỗ hương bông nó đỉnh lắm. Cái phần này này em khuyết bèo đánh uốn lượn cho nó mềm mại nha. Đánh còn mỏng gỗ luôn cho nó đẹp. Chất vân mà nói về hương bông thì khỏi phải bàn nha anh chị, rất là giá trị nha. Nếu mà cái chất bông này so với hàng cẩm thường nó cao hơn cẩm thường gấp mấy lần luôn anh chị. Đó. Bởi vì cái hàng rất là đanh, rất là cứng, nó khác cái hương thường rất là nhiều. Hôm nay em phay là một cái khay trà, còn nếu mà theo kiểu dáng này thì đựng trái cây thì nó hay hơn nha anh chị. Rồi đây em quay ngang cho anh chị thầm cái chất vân hương bông nè, lên tông đỏ rất là đẹp nha, sỏi nè. Đó em đánh bèo mềm mại không, rất là hay, hàng ngoài thị trường nha. Rồi đó, giờ em đo kích thước nha anh chị, nào vào vì thì cứ liên hệ với em, giá cũng mềm thôi anh chị, hàng này phân khúc giá bình dân thôi. Rồi em đo cái chiều dài đây, chiều dài của cái khay là 50 nha anh chị, chiều dài khay là 50 nè. Đó, bề ngang của nó được 27,5 nè, chiều nhỏ của nó được 21,5 nè. Còn cái phôi này khá là dày luôn nha, cái cục gỗ mua tầng 5 phân mà em bèo xuống nè, rất là dày luôn, cái phôi gỗ mua tầng 5 phân mà em bèo xuống anh chị. Đó, làm ra được cái khay cái chất bông nè, khá là đỉnh luôn nha. Anh chị nào chơi hương bông nhiều không biết không, hàng đanh về một cái khay làm gì nó cũng giá trị, đừng mọi thứ luôn. Không thích đừng trái cây á, thì làm khay trà, không thích khay trà đừng bánh mứt trái gì, trưng bày thoải mái luôn, còn không có để giày trưng mắm vân trên cái bàn ăn, bàn trà rất là đẹp luôn nha. Đó, anh chị nào có cái nhu cầu thì cứ liên hệ bên Zalo em nha. Nhiều khi một ngày cái lượt kết bạn Zalo em nhiều quá em không đồng ý kết bạn hết được anh chị, có gì cứ nhắn hoặc gọi cho em. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem tin. Đó, hương bông nó đẹp quá mà, lên nước tuyệt vời luôn.